tục với nội dung sau khi người hùng máu bị biến đổi gen trở thành quái vật, thành chủ quyết định đem bí mật nói với đứa con trai. Ông đưa con trai mình tới một căn hầm kín, trước mặt bọn họ là một cánh cửa, phía sau cánh cổng này chính là điều bí mật mà anh muốn biết. Mở cánh cửa ra, phía bên trong là một khu vực khá rộng rãi, đây chính là trung tâm năng lượng và tính toán của ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng từng dựa vào thiết bị này để duy trì vận chuyển và quy hoạch quỹ đạo tương lai. Nhìn thấy thứ được cất giấu bên trong, tên giám mục vô cùng bất ngờ, không ngờ đây lại cất chứa một sinh vật cổ đại, dường như là một bộ não, nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nó có thể đồng thời quan sát vị trí và động lượng của các hạt vi mô. Mọi người tới nay vẫn không thể hiểu được cách vận hành, vậy nhưng thông tin mà nó từng nói đã giúp cho con người sống tới tận bây giờ. Cũng nhờ con nó mà Tháp Đèn biết được thời gian xảy ra tai nạn và thoát được một kiếp. Sau này ông thử dùng nó để xem tương lai của loài người nhằm tìm cách đối chọi với hệ sinh thái mana. Kết quả là nó đưa ra ký hiệu cùng công thức không thể hiểu nổi. Điều duy nhất có thể giải được chỉ có một tọa độ, vậy nhưng sau khi đến tọa độ đó thì tìm thấy một đứa trẻ đó chính là Mark. Giám mục nghe xong liền tức giận, hắn hiểu được lời này đang ám chỉ rằng Mark là người có thể thay đổi vận mệnh. Hắn mặc kệ thứ này là gì, hắn đều không tin vào bói toán. Một đứa trẻ tương lai có thể chống chọi được với hệ sinh thái, điều này sao có thể dự đoán trước được. Tuy nhiên thành chủ vẫn giữ nguyên lập trường tin tưởng, xét từ góc độ vi mô, vật chất chỉ là nhóm nhiều nguyên tử hợp lại, mà sự vận động của nguyên tử đều khớp với phương trình vật lý. Giống như biết vị trí, tốc độ và lực tác động vào một quả bóng nhỏ là sẽ có thể tính ra quỹ đạo vận hành trong tương lai của nó. Xét về lý thuyết, chỉ cần biết chính xác trạng thái từng nguyên tử trong vũ trụ và sức tính toán đầy đủ thì có thể tính được tương lai. Vốn dĩ ban đầu ông còn tưởng Mark sẽ lãnh đạo Tháp Đèn đối chọi với hệ sinh thái, vậy nhưng từ sau khi anh ta biến thành quái vật, ông nhận ra rằng có lẽ sứ mệnh của Mark để trở thành cầu nối giữa con người và hệ sinh thái, hoặc là chỉ có Mark mới có thể thăm dò được bí mật của hệ sinh thái. Ở bên ngoài, nghi thức đi xa của Mark chính thức được bắt đầu. Lễ đi xa hay viễn hành là đưa con người xuống mặt đất. Xuống mặt đất chẳng khác nào là tìm cái chết, cho nên mục đích của đi xa chính là loại bỏ bớt những người già yếu, tránh mất thêm tài nguyên sinh hoạt. Mà bây giờ Mark vẫn còn trẻ, tự dưng lại tổ chức lễ viễn hành cho anh ta. Điều này khiến mọi người xung quanh vô cùng thắc mắc. Hiển nhiên là bọn họ chưa biết được sự thật. Một số người còn hoan hô chào mừng cùng cảm ơn cống hiến của anh. Một lão già trong số đó còn đột nhiên lao ra can đường. Vốn dĩ lão sắp chết rồi, vậy nhưng nhờ có đội trù nên tính mạng của lão mới có thể giữ được. Nay lão muốn trực tiếp cảm ơn anh ta. Nhiễm Băng nghe vậy liền lưỡng lự, nhân cơ hội có mất tập trung, lão ta liền lao lên kéo chiếc khăn che xuống, trên tay cũng không quên rút ra con dao. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Mark thì mới hốt hoảng lùi lại. Mọi người bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này liền hỗn loạn, sự thật được phơi bày, cả đám lập tức quay xe, bàn tán sôi nổi. Lão già kia cũng nhân cơ hội này kích động quần hùng, liên tục mỉa mai anh là quái vật. Mark nghe được những lời này liền tức giận, chỉ có điều chân tay đã bị xích lại nên không thể làm gì hơn là đứng một chỗ dãy rủa. Hành động này làm dân chúng vây xung quanh lùi lại, một số người đi theo tên giám mục thì lại tin tưởng tới chúa Quang Ảnh. Bọn họ nghĩ rằng anh đã làm sai trái điều gì đó khiến cho chúa Quang Ảnh trừng phạt. Chỉ riêng Nhiễm Băng là đứng về phía anh. Lời ra tiếng vào một lúc, cả đám tự ủng hộ nhanh chóng chuyển sang muốn giết Mark. Quái vật như anh không xứng được viễn hành, phải thiếu chết tại chỗ. Nói rồi cả đám cũng không quên bao vây xung quanh hô hào thiếu chết Mark. Nhiễm Băng đứng ra khuyên ngăn, nếu không có anh dùng mạng để tìm kiếm nguyên liệu, thức ăn, liệu mọi người có thể sống được tới ngày hôm nay không? Khâu Công nói một hồi, kết quả nhận lại là được một cục đá vào mặt. Đám người phía trên thấy vậy lập tức tiếp tục kích động, mọi người có thể sống tới ngày hôm nay chính là nhờ sự phù hộ của chúa Quang Ảnh chứ không phải quái vật. Lời này lập tức chọc giận tới Mark khiến anh nổi nóng, vài người ở gần hoảng sợ lùi lại, kết quả là chen lấn nhau khiến hàng rào bên ngoài đổ xuống khiến cho mấy chục mạng người rời khỏi Tháp Đèn. Điều này càng khiến cho người dân có lý do để lăng mạ. Nhận ra thời cơ đã tới, một lão già trong số đám đông liền hô hào đám đông lao tới giết chết quái vật. Cả đám nghe vậy cũng cầm vũ khí xông tới tấn công Mark. Nhiễm Băng cố gắng chống trả bảo vệ cho anh, vậy nhưng đối mặt với quá nhiều người, cô nhanh chóng bị khống chế. Lão già khiến Mark bị lộ thân phận cũng nhân cơ hội này rút ra tấn công Nhiễm Băng, khiến cô suýt nữa về với đất mẹ. Cũng may là hắn chưa kịp làm điều đó thì đã bị một phát súng vào đầu chết không kịp chăn chối. Hành động này khiến cả đám hoảng sợ không dám manh động nữa. Không ngờ người ra tay lại chính là người phán quyết của chúa Quang Ảnh, thuộc hạ của giám mục. Tên giám mục này cũng chính là thành chùa hiện tại. Cứ tưởng rằng cô ta cùng giám mục đến đây để hoàn thành nghi thức đi xa. Vậy nhưng sau khi nghe người dân phản đối quyết liệt, quái vật chắc chắn phải chết thì thành chùa cũng nhanh chóng đồng ý. Quyết định này khiến Nhiễm Băng chỉ biết đứng lặng buồn bã. Mà cả đám đông xung quanh thì vui mừng, quần hội nhanh chóng cầm vũ khí tiếp tục lao lên tấn công Mark. Nhiễm Băng vừa định lên tiếng nói chuyện với thành chủ thì đã bị đập cho bất tỉnh. Rất nhanh sau đó, nghi thức thiêu sống cũng được tiến hành, Mark được đưa tới một lò thiêu. Nhiễm Băng ở bên dưới cũng bị xích cổ không thể hành động. Cô vừa phải chứng kiến người mình yêu chết trước mặt, vừa phải nghe lão già bên cạnh liên tục mỉa mai rồi cười hả hề. Rất nhanh sau đó, ba cỗ máy hay còn gọi là thể trọng lập cũng dí điện khỏi động lò thiêu. Đứng trước luồng năng lượng nóng bỏng, thân thể Mark từ từ bị đốt cháy. Tuy nhiên, trước khi anh kịp về với đất mẹ thì biến cố đã xảy tới, ba thể trọng lập đột nhiên bị tấn công khiến quá trình khởi động lò thiêu bị ngừng lại.
Thì ra người vừa nổ súng chính là đồng đội cũ của Mark, bọn họ xuất hiện giải vây cứu sư nhiễm bằng. Tên giám mục thấy vậy liền hạ lệnh bắt toàn bộ cả đám lại, vậy nhưng lời vừa mới thốt ra đã bị Gavin dí súng vào đầu uy hiếp, yêu cầu người của hắn dừng tay lại. Tới đây thì tình hình tạm thời được khống chế, Mark cũng được đồng đội cũ giải thoát khỏi xiềng xích. Chứng kiến những chuyện này, tên giám mục vẫn thản nhiên, hắn chậm rãi mỉa mai Mark, hành động này chính là vì nhằm mục đích câu giờ. Đồng thời cũng không quên tiết lộ rằng anh ta đã bị rạch cổ rồi bị tích cổ ký sinh vào người. Nghe được sự thật này, Gavin vô cùng bất ngờ. Còn bất ngờ hơn nữa khi biết 4068 là kẻ xuống tay, hắn quay sang định tấn công 4068 vậy nhưng đáng tiếc, trước khi giết chết được tên phản bội này thì đã bị tên hộ vệ của giám mục bóp cổ treo lơ lửng. Bị khống chế như vậy, Gavin cố gắng đem sự thật nói lại với mọi người vậy nhưng chưa kịp nói hết, đã bị bóp cổ tới nghẹt thở. Tới đây thì giám mục cũng không cần giấu giếm nữa, hắn đích thân nói ra bí mật, tất cả đều là do hắn sắp xếp. Cả đám nghe xong liền kinh ngạc một hồi, bọn họ tức giận rút súng tấn công giám mục. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới bắn được mấy viên đạn đã bị ăn mấy quả rocket vào mặt, cũng may là kịp thời phản ứng nên không có thương vong. Người ra tay không ai khác chính là thuộc hạ của giám mục, tên cầm đầu nhanh chóng đi vào thể trọng lập của mình rồi ra lệnh khởi động tất cả các thể trọng khác. Mark không may bị ăn trọn một quả rocket khiến thân thể bị thương. Nhìn thấy một thằng nhóc phát ra sinh mệnh mãnh liệt, Mark chậm rãi lê lết thân thể tiến về phía cậu bé. Điều này làm cậu bé hoảng sợ lùi lại, cũng may có nhiễm băng ngăn cản kịp thời, nếu không cậu nhóc này chắc chắn bị ăn thịt. Cô ôm chầm lấy anh rồi thổ lộ tình cảm, tuy nhiên hành động thân mật này lại vô tình khiến cô gặp nguy hiểm. Sinh mệnh lực của cô từ từ bị Mark hút lấy, cuối cùng toàn bộ thân thể đều biến thành đá. Có thể nói rằng nhiễm băng đã chọn cách hy sinh cho người mình yêu, nếu không làm như vậy, người chết chính là Mark.